Tuyển nhân viên làm việc tại vùng Sydney với mức lương hấp dẫn, yêu cầu cụ thể như sau, ứng viên phải là người có sức khỏe tốt để phụ làm Dick King, Carport hàng Brown phải biết lái xe để thuận lợi hơn trong quá trình làm việc và phải là người có tính tình siêng năng và chịu khó. Đối với những ai đã có kinh nghiệm thì sẽ là lợi thế ưu tiên, bởi vì tại đây thì mức lương được chi trả tùy theo năng lực. Tuy nhiên, nếu quý vị chưa từng làm công việc này thì hãy an tâm đăng ký ứng tuyển vì sẽ được training tận tình, làm việc full time từ 5 đến 6 ngày một tuần. Nếu như quý vị đang cần tìm kiếm một công việc có thể gắn bó lâu dài thì đừng bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Vui lòng liên hệ gặp anh Thành qua số điện thoại số 1 426 688 697 để biết thêm thông tin chi tiết. Xin thành cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành và theo dõi kênh YouTube Tenmedia.network. Quý vị có thể tìm được cho mình những cơ hội việc làm như mong đợi, đó chính là niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi. Hãy like, share, subscribe và nhấn biểu tượng chuông để kịp thời đón xem các kỳ phát sóng tiếp theo. Và nếu như quý vị đang cần tìm kiếm dân sự, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 061-488-884-440 hoặc 061-29721-1521 hoặc có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info tv Thân huyện thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!